Xin chào tất cả các em. Trong video này, cô sẽ giới thiệu đến các em nội dung phần speak trong bài học số 4 của chương trình tiếng Anh lớp 9. Và trong nội dung của bài speak này, chúng ta sẽ được làm quen với cách để đưa ra suy nghĩ của mình, đưa ra ý kiến, cùng với đó là việc mà thể hiện sự đồng tình hoặc là đưa ra lời đề nghị, thuyết phục ai đó làm điều gì theo mình ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu một số từ vựng như sau. Các em hãy quan sát lên màn hình cô có hình ảnh này. Các em thấy nè, đây là hình ảnh quảng cáo về một cái học bổng của một cái học viện đào tạo về chuyên viên IT ha. Đó là về bên công nghệ thông tin. Vậy thì chúng ta có từ học bổng là từ scholarship. Okay. Scholarship, chúng ta sẽ đọc từ này là âm c, không đọc là store ha. Mình đọc là score. Scholarship, ok, đó là học bổng. Tiếp theo các em quan sát hình ảnh này. Bạn này được trao phần thưởng rất là vui tươi đúng không nào? Vậy thì chúng ta có từ award. Award là động từ có nghĩa là thưởng hoặc là tặng. Tiếp theo, các em thấy đây là ký túc xá sinh viên. Thông thường thì khi mình vào học đại học thì sẽ có những cái khu ký túc xá này. Hoặc là ở những cái trường dân lập, trường cấp 2, cấp 3 dân lập thì các em ở nội trú thì người ta cũng có ký túc xá dành cho học sinh nội trú ha. Mình có từ này đọc là dormitory, okay. Dormitory, okay. Thông thường người ta hay gọi tắt là dorm, dorm ở ký túc xá chẳng hạn. Khi mà mình đăng ký đi học thì thông thường hỏi là có ở dorm không, có nghĩa là ở ký túc xá. Và từ đầy đủ mình sẽ đọc là dormitory, okay. Dormitory. Tiếp theo. Đây là khuôn viên của trường hoặc khuôn viên của một khu chung cư. Thì mình có từ campus. Campus là khuôn viên nói chung. Thì thông thường các trường rộng đều có khuôn viên. Rồi cô có từ quite close. Sorry, quite close là gần gũi ha, chứ không phải là đóng cửa đâu nha. Ở đây nó là tính từ gần gũi. Scenery là phong cảnh. Western culture là văn hóa phương Tây. Reputation nó là sự nổi tiếng, là danh tiếng ha. Đây là những từ vựng mình sẽ gặp trong phần speak này. Bây giờ chúng ta sẽ xem trong phần speaking này mình sẽ làm gì nha. Để thể hiện cái ý kiến hoặc là suy nghĩ hoặc là sự đồng tình của mình thì mình sẽ sử dụng những cái cụm từ ở trên này. Hoặc là để đưa ra lời đề nghị như chúng ta đã được học ở các chương trình lớp dưới rồi. Thì bây giờ mình sẽ ôn lại một chút ha. Mình sẽ sử dụng những cái expression như thế này. Ví dụ như là đưa ra ý kiến I think, hoặc là in my opinion ha, I think. Hoặc là what do you think. Việc đưa ra cái ý kiến của mình, bạn nghĩ sao về điều gì đó. Chỗ chấm chấm này mình sẽ đưa ra ý kiến của mình. Hoặc là I agree, hoặc là I disagree, tôi đồng ý là tôi không đồng ý bởi vì sao. Rồi I don't understand, tôi không hiểu là tại sao mình không làm như thế này, không làm như thế kia chẳng hạn, ví dụ là như thế. Và chúng ta sẽ đưa ra lời đề nghị như là why don't we, tại sao mình không làm như thế này. Hoặc là if you go to, sorry, if we go to, ở đây mình sẽ điền một cái địa điểm nào đó, we can. Mình sẽ làm được công việc gì đó ha. Nó phù hợp với nội dung trong bài speak ngày hôm nay mình sẽ được học. We should, chúng ta nên làm gì. Và từ let's là lời đề nghị mình đã được học rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng những cái expression này để đi vào phần nội dung nhé. Trong bài speak này người ta yêu cầu chúng ta là work in groups. Mà groups ít nhất phải là 3 người rồi đúng không nào? Try to persuade your partner to attend to school you would like to go to. Chúng ta sẽ phải cố gắng thuyết phục bạn mình để đi đến cái trường mà mình muốn học. Bây giờ tình huống người ta đưa ra trong sách giáo khoa rất là cụ thể ha. Chúng ta sẽ đóng vai nè. You are too dumb and keen and you are awarded a scholarship of US a scholarship of $2,000 to attend an English language summer course abroad. Chúng ta là ba bạn này ha, đóng vai ba bạn này. Và chúng ta được nhận một cái học bổng trị giá $2,000. Trị giá $2,000 để đi học trong một cái khóa học
tiếng Anh ở nước ngoài trong kỳ hè, có nghĩa là chỉ học trong dịp hè thôi, cùng lắm là hơn một tháng ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thông tin của những cái trường mà các bạn này đưa ra. Bạn Tâm thì có đề nghị là học trường ở Seattle School of English USA, cái trường tên là Seattle ở Mỹ, bang Washington ha. Rồi Thu thì đề nghị là The Brighton Language Center UK, trường này là ở Anh ha, Brighton Language ở Anh, trung tâm tiếng Anh ở Brighton. Và bạn Kim thì đề nghị là gì? Brisbane Institute of English Australia. Bạn này thì muốn đi Úc, học ở Học viện Brisbane. Bây giờ chúng ta sẽ xem thông tin chi tiết của những cái trường của bạn này có lợi thế như thế nào. Mình sẽ căn cứ vào đó để thuyết phục bạn mình ha. Các em có thể quan sát trong sách giáo khoa hoặc là xem trên màn hình. Rồi bạn Thu thì đề nghị đó là The Brighton Language Center in UK. Bởi vì trường này có những đặc điểm gì đây? Live in a dormitory on campus, sống ở trong ký túc xá trong khuôn viên trường. The school has excellent reputation. Nó là một ngôi trường có danh tiếng ha, lẫy lừng. Và chúng ta học trong vòng 6 weeks, học trong vòng 6 tuần với mức giá là gì? Approximately 2000 US dollar. Và chúng ta sẽ sử dụng hết 2000 đô ở đây luôn nha. Đó là ở Anh. Tiếp theo bạn Tâm có đề nghị đó là Seattle School of English USA. Chúng ta có lợi thế là gì đây? Stay with Vietnamese friends. Ở trường này có rất là nhiều du học sinh Việt Nam, cho nên khi sang đây mình có thể sống với người Việt. Experience Western culture, có sự trải nghiệm về văn hóa phương Tây. Và thời gian học là 7 weeks, 7 tuần, nhiều hơn bên kia 1 tuần. Và mức giá là gì? Approximately 1700 US dollar. Mà mức giá thì chỉ có khoảng 1700 đô thôi, rẻ hơn 2000 đô là khoảng 300 đô ha. Và cuối cùng bạn Kim. Kim thì đề nghị học ở Brisbane Institute of English Australia. Bạn ấy muốn học ở Úc. Bởi vì sao? Stay with an Australian family. Ở đây mình sẽ sống trong gia đình của người bản địa luôn. Quite close to Việt Nam. Úc thì gần Việt Nam mình hơn ha. Beautiful scenery. Có rất là nhiều phong cảnh đẹp. Học trong vòng 7 tuần, 7 weeks. Với mức giá là approximate 1200 US dollar, có 1200 đô thôi, rẻ hơn hai trường ở kia. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đó là phải đóng vai một trong ba bạn này. Các em có thể tùy chọn ha. Sau đó mình sẽ thuyết phục đi học theo trường của mình. Đây là cái phần bài mẫu cô trích dẫn lên đây, chúng ta sẽ cùng xem nha. Bạn Tâm đưa ra ý kiến như sau. I think we should go to the Seattle of English in the USA. We can stay with Vietnamese friends. Bạn Kim phản bác lại ý kiến đúng không nào? I disagree because we can practice speaking English with native speakers. Tôi không đồng ý đâu, bởi vì mình sẽ không có cơ hội để thực hành tiếng Anh với người bản xứ. Bạn Thu xen vào nè. Why don't we go to the Brighton Language Center in the United Kingdom? If we go there, we can live in dormitory on campus. Đó là lý do bạn ấy thuyết phục đi đến trường ở UK, bởi vì mình sẽ được sống ở trong ký túc xá trong trường. But the cost is too expensive. It costs 2000 US dollar. Nhưng mà nó đắt quá. Rồi, what do you think about the Brisbane Institute of English in Australia? I think it's not comfortable to live with foreigners. Mình thì cảm thấy nó không thoải mái bởi vì phải sống với người nước ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào những cái mẫu gợi ý này để hoàn thành cái bài nói của chúng ta. Cô sẽ cho chúng ta một bài tham khảo ha. Các em có thể dựa vào đây. Sau đó thì tự nói lên ý kiến của mình, còn đây chỉ là bài tham khảo thôi ha. Rồi,
Congratulations to how wonderful you are. Rồi, chúng ta đóng vai một bạn nào đó rồi ha. Chúc mừng bạn Thu, bởi vì Thu đã giành được cái học bổng đó. Thanks, I think you should take the scholarship to the Brighton Language Center. It's the best way to learn English there. Mình nghĩ là bạn nên sử dụng cái học bổng đó để đến học ở học viện ở trung tâm tiếng Anh Brighton ở UK ha. Đó là cách tốt nhất để học tiếng Anh. I don't understand, mình không hiểu. If we go to study English in England, we can study the traditional standard English and we can learn the English culture too. Nếu như mà học tiếng Anh ở nước Anh thì chúng ta có thể học được cái tiếng Anh chuẩn ha, tiếng Anh chính thống, và chúng ta có thể học được văn hóa của nước Anh luôn. I agree. What do you think about the language center in Brighton? The center in that school has its excellent reputation. I think so too. Where do you think I should live? I think you should live on campus because we can have many good chances to practice speaking English. Moreover, it's much cheaper than to live in an apartment. Good idea. And how long will the course last? 6 weeks. I think it's long enough for you to improve your English. But the tuition fee is too very expensive. I think I should go to Brisbane Institute of English in Australia. The tuition there is much lower. You may be right. Sau khi mà thuyết phục được các ý như là ở nơi ở nè, danh tiếng của trường, thì đến phần học phí bạn ấy nói là quá mắc, cho nên bạn ấy quyết định là đến Brisbane cho rẻ, đúng không nào? Vậy thì chúng ta dựa vào bài mẫu này, chúng ta có thể thay đổi cái thông tin, thay đổi cái suy nghĩ của mình. Ở đây bài này còn có thêm những cái dẫn chứng khác ngoài những cái ý gợi ý trong sách giáo khoa. Ví dụ như là chúng ta có thể học được văn hóa của nước Anh nè. Rồi chúng ta có cơ hội để thực hành tiếng Anh khi mà sống ở trong dorm. Đó là những cái ý thêm vào đó mà mình có thể so sánh với việc sống ở một căn hộ, đúng không? Như vậy thì đây là bài gợi ý. Cô hy vọng là chúng ta có thể vận dụng bài này để hoàn thành cái bài của chúng ta cho tốt. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi video này và xin hẹn gặp lại các em ở những video sau. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé!